Hello, quý vị. Hôm nay miền Tây mình nấu cái gì đây? Ở đây á, thì mùa đông cho nên chỉ có súp với là thích nhất. Nên mình nấu sườn ha, sườn heo với giò heo chung luôn. Cái món này nó không có tên bởi vì sao? Vừa là sườn heo mà vừa là giò heo, cộng gà, lại ăn với bún. Lý do là không có bánh canh cũng không có hủ tiếu, nên sườn heo giò heo là nấu sườn. Cái này á, là nước lèo nha quý vị, chứ không phải là nước dùng ha. Nước dùng á, là cái nước sinh hoạt của mình xài á, nó kêu là nước dùng. Còn cái này nước súp, nước lèo, nước hầm xương, kêu cái nào cũng được hết, miễn đừng kêu cách nước dùng là được rồi. Bây giờ cái này đáng lẽ mình phải trụng bên ngoài, nhưng mà mình lười quá, mình trụng vô đây, chung vô đây luôn. Rau á thì mình lấy ra nha. Sorry, giờ lấy ra nó thối lên này nè, nó nghi ngút rồi nè. Mỗi người một cái. Hai cái đi, một cái ít quá. Cái này là rau, kêu bằng rau cải thảo hả? Rau cải thảo. Có cái cải mà cải mình ăn sống á, cải bẹ mà ăn sống á, trụng vô súp là ngon lắm. Nghe là à quên, nãy giờ quên chia sẻ, quên cái này. Cái nồi này nè, cái nồi inox này hả, nồi inox này nó lớn dữ lắm luôn, mà mình không biết là cái volume nó chứa bao nhiêu lít nước, mình không biết. Nhưng mà đây là cái lò, cái nồi inox mà mua tính ra thời gian chung cũng khoảng 17 năm rồi đó, là không có xài á. Lý do gì sao biết 17 năm? Bởi vì hồi đó mua là con của mình mới có sanh 1 tuổi rồi. Mà bây giờ á, để thêm. Mà bây giờ á lớn rồi, thành ra là cái này là phải là 17 năm mới đúng. Bây giờ cho thêm miếng giò vô nè. Giò heo này mình thấy nghĩ là chắc ngon lắm, bởi vì sao biết không? Nó không có nhiều mỡ á. Nó không có nhiều mỡ. Thêm kiếm thêm giò heo nha. Đây cái này, cái giá này ra. Cái giá này ra. Ra cái đã. Tạm thời để đâu đây? Để nó bị toàn tem này. Tạm thời dắt qua bên đây. Dạ ơi. Ok, con ăn không? Ăn súp không? No. Nó nhỏ nó không biết ăn súp. Kỳ lắm mà vô. Ở đây nó kỳ lắm, nó không chịu ăn súp. It's very bad. Người của mình nó thích ăn súp mà sao người của nó không thích ăn súp? So bad. Chê đó phải không? Nghe chê không? Nghe chê không? Ngon quá nè. Cái này là cái sườn heo của mình nè, hết sảy luôn. Sở dĩ mình phải nấu với cái bọng bọng gà đó, bởi vì cái sườn nè, cái giò heo nè, không có một miếng mỡ nữa. Thiệt là ngon. Sở dĩ mình phải nấu với bọng gà là tại vì sao không? Nó không có đủ cái giò heo, cái sườn heo nó không có đủ ngọt đâu. Phải có bọng gà nó mới ngọt. Đây. Cho thêm một miếng này nữa đi. Hai củ khoai trắng với khoai tây với khoai khoai đỏ. Cho thêm cái này nữa. Dạ rồi. Bây giờ á thì tới cái lúc mà mình sẽ nước súp ra. Cái nồi này nó quá bự luôn, nó quá lớn luôn. Quá lớn luôn quý vị. Súp là trong như vậy là mình thích nè. Chứ đừng có để nhiều thứ quá nó bị đục á. Thật ra thì nếu mà có trái bắp á, bỏ vô là tốt, nó ngọt. Củ cải trắng nữa. Nhưng mà nhà không có thì mình cứ tạm mình ăn vậy. Rồi, mình cho nước lèo mình qua bên cái tô rồi ha. Phải cho thiệt là nhiều nước lèo nó mới súp này nè. Phải cho thiệt là nhiều cho nó ngập cái tô bún mới ngon. Nước dồi dào mà. Rồi, giờ tới cái lúc mà trang điểm lên.
thích ăn hành nhiều thì cho ăn nhiều vô, ớt vô. Mà này mình thích ớt đỏ mà này không có ớt đỏ. Tiêu nữa ha, tiêu nữa, rồi thiếu miếng chanh nữa mới xong. Như vậy là xong một món. Thank you.